ba. Lý Thái Sơn cảm ơn quý vị quan khách đã dự buổi từ hôm nay, và đặc biệt Lý Thái Sơn xin gửi đến cảm ơn anh Châu là một người anh kết nghĩa của mấy chục năm nay rồi đã đến đây ủng hộ một chương trình của Lý Thái Sơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin mời quý vị xem một chương trình biểu diễn văn nghệ cho đến hết nha quý vị. Thưa tất cả quý vị cũng biết là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta vào thời điểm này thì nhiệt độ vào buổi trưa, nói buổi trưa thôi chứ thật là tới 4 giờ chiều, chiều dân vẫn thấy là hình như là 39 độ hơn á, nóng nóng. Nhưng mà khi mà chiều dân đến với nhà hàng thì lúc đó anh Lý Thái Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, trong một bộ đồ màu trắng nè, rồi gương mặt thật là xinh xắn đẹp nữa, đứng để mà chào đón từng quý vị khán giả đến, quý vị khách mời đến. Thì quả thật là chịu dân rất là khâm phục anh rất là nhiều, bởi vì anh rất là yêu nghề và đặc biệt là yêu thương sân khấu, rồi yêu thương những người đã từng yêu thương anh. Phải nói là em chúc anh ngày hôm nay chương trình của anh cũng như các nghệ sĩ sẽ thành công tốt đẹp nha. Cảm ơn Lý Thị Dân rất là nhiều. Cảm ơn Nhật Sơn, Thảo My, nhóm đồng viên nha con, cùng với Vũ Đoàn, tất cả có mặt hôm nay. Và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên là một người em rất là dễ thương của nghệ sĩ của Lý Thái Sơn. Quý vị ơi, hãy dành cho nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên cái mặt này một cái tay rất nghiêm nghị. Cảm ơn em. Thưa tất cả quý vị, nhắc tới anh Lý Thái Sơn là chúng ta nhắc tới đầu tiên là một người nghệ sĩ rất là yêu nghề. Anh không chỉ cống hiến giọng hát ngọt ngào của mình đến với khán thính giả khắp mọi miền đất nước, và đặc biệt là triệu dân còn nhớ vào thời điểm cách đó, cách đây cũng hơn 20 năm, lúc đó triệu dân mới là sinh viên 18 tuổi thôi, thì lúc đó triệu dân có làm MC trong một chuyến đi lưu diễn ở miền Tây sông nước. Lúc đó mọi người mới nói là đi một chiếc vỏ lãi để mà đi vào vùng sâu á. Lúc đó triệu dân vừa mới giới thiệu giọng hát anh Lý Thái Sơn lên thôi, thì dường như là hơn 1.000 khán giả vào thời điểm đó, triệu dân nhớ là khoảng 7.000-8 khán giả của một cái làng quê nhỏ thôi vỗ tay nồng nhiệt để chào đón tiếng hát của anh Lý Thái Sơn. Phải nói là tiếng hát anh Lý Thái Sơn đã lan tỏa khắp mọi nơi, những người yêu âm nhạc, dòng nhạc bolero, trữ tình và những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Và không chỉ có vậy, anh Lý Thái Sơn còn có một điều rất là tốt đẹp dành cho nghề, đó là anh đào tạo các thế hệ học trò của mình để mong sao tiếp nối giọng hát của anh đến gần hơn với khán giả, để mang dòng nhạc bolero, những ca khúc mang âm hưởng dân ca gửi tặng cho khán giả yêu mến dòng nhạc đặc biệt này. Và mở đầu trong chương trình tối đêm nay, trường dân sẽ giới thiệu với quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần trình diễn của một học trò mới của anh Lý Thái Sơn. Ca sĩ sẽ gửi tới quý vị ca khúc được mang tên Mùa Xuân Đó Có Em, một sáng tác của anh Việt Thu. Xin mời quý vị chúng ta chào đón giọng hát của năm ca sĩ trẻ Ngọc Thương. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón ca sĩ Ngọc Thương.